Bác sĩ Dương xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị. Ngày hôm nay chúng ta lại đến với một ca phân tích lâm sàng của một bệnh nhân mất nhiều răng. Và điều đặc biệt ở trong bệnh nhân này thì là khi mà đến với chúng tôi ấy, thì bác đã rất là lớn tuổi rồi. Bệnh nhân này là 87 tuổi. Tuy nhiên thì sức khỏe rất là tốt và cực kỳ minh mẫn. Bác ấy gặp một tình trạng là mất toàn bộ răng hàm trên, đã đeo hàm tháo lắp nhiều năm. Thế còn với hàm dưới ấy, thì là bác đeo một cái hàm khung trên được gia cố vào những cái răng còn lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích ca lâm sàng ngày hôm nay. Thì trên hình ảnh của quý vị và các bạn đang quan sát ấy, thì đây là một vị khách hàng này. Thì chúng ta có thể thấy rằng là vị khách hàng này như tôi đã nói ấy, thì mất toàn bộ là răng hàm trên, và hàm dưới thì mất ở vị trí là răng cửa này và răng hàm hai bên này. Vị khách hàng này còn lại 5 chiếc răng, 2 chiếc ở bên phải và 3 chiếc ở bên trái. Thì tại cái hình ảnh và nụ cười ở đây chúng ta thấy rằng là một hình ảnh là môi trên bị móp rất là nhiều, móm mép và hoàn toàn là không có răng. Và khi ở trạng thái nghỉ thì mình sẽ thấy là toàn bộ cái phần má và môi ấy bị đi xuống, hàm trên bị móm nhăn nhú. Nhìn ở phía nghiêng thì chúng ta thấy là môi lép rất là nhiều. Tình trạng ở trong miệng ạ, tình trạng ở trong miệng thì là mất toàn bộ là răng hàm trên, sống hàm thì lồi lõm, sống hàm rất là lồi lõm, cao ở bên cung 1, vùng răng cửa, nhưng thấp ở vùng cung 2. Bên dưới cũng vậy ạ, bên dưới thì mất toàn bộ răng hàm hai bên, các cái răng còn lại thì đã được mài và chữa tủy. Tuy nhiên thì còn lại 2 chiếc răng ở vị trí là răng 34 và răng 35 vẫn còn. Khi mà khảo sát phim X quang ấy, thì chúng tôi thấy rằng là bác trai có một tình trạng xương tương tự giống như là phần lợi ở trong miệng. Tức là ở phần cung hàm số 1 này và cung hàm răng cửa thì xương nó nhiều hơn. Tuy nhiên thì ở phía bên hàm phải ấy, hàm trái ấy, thì xương còn rất là ít. Xương ở vùng này chỉ có 5mm thôi. Còn lại ở vùng răng cửa ấy, thì xương cao rất là nhiều. Tuy nhiên cái phần xương này thì nó bị quá dài và nó gây lồi lõm. Thì nếu như mà chúng ta giữ lại cái phần xương này ấy, thì mình sẽ làm một cái hàm không được phẳng. Nó sẽ bị uốn lượn theo cái vùng sống hàm. Và hàm này sau này sẽ chịu lực không được tốt. Và một điều đặc biệt nữa là tuy rằng lớn tuổi nhưng mà xương của vị khách hàng này thì rất là đặc. Xương của bác rất là đặc. Và với một cái xương nó quá đặc ấy, thì điều đấy cũng là không tốt. Vì khi xương quá đặc thì là sẽ bị thiếu mạch máu. Nó làm giảm cấp máu, giảm nuôi. Nên là nếu như chúng ta đặt vị trí implant không đúng, hoặc là chúng ta lên kế hoạch đặt vị trí implant nó không chính xác ấy, thì có thể chúng ta sẽ khoan ở cái vùng xương rất là đặc. Và như vậy thì sẽ dẫn đến là hỏng trụ implant do là không được tới cấp máu. Cho nên là cái việc mà chúng ta khảo sát và lên kế hoạch rất kỹ ở trên cái phim CT côn beam, phim cắt lớp 3 chiều là một điều rất là quan trọng. Vì nó sẽ khác với cả phim khác, thì cái phim này sẽ cho chúng ta biết được cả cái phần về kích thước ngang dọc cũng như là mật độ xương. Thế còn đối với hàm dưới á, hàm dưới thì chỉ còn 3 trụ implant thôi và mất các răng ở trên. Thì xương hàm dưới thì kích thước thì cũng rất là tốt. Kích thước ở ví dụ như ở vị trí này thì kích thước độ rộng lên đến 11mm và độ dài lên 15mm cơ. Thì kích thước xương của một người 87 tuổi như thế này thì là quá tốt ạ. Tốt hơn so với cả nhiều thanh niên hiện nay đấy. Tuy nhiên thì hàm dưới của bác ấy thì cũng rất là đặc. Và qua cái trao đổi và tư vấn cho vị khách hàng này ấy, thì bác ấy quyết định là bác ấy không muốn làm hàm dưới. Bác ấy muốn giữ lại cái hàm dưới làm khung. Do cái hàm dưới thì là cái hàm mà có một người bạn của bác ấy làm cho bác, kỷ niệm cho bác ấy. Bác không muốn thay đổi. Bác ấy chỉ muốn là tái lập lại cái hàm trên thôi. Thì bác ấy lựa chọn là chỉ tái lập lại hàm trên thôi ạ. Và vị khách hàng này ấy, cũng là một người rất hiểu biết, đã tìm hiểu rất là kỹ. Ngay khi đến gặp với chúng tôi ấy, thì bác ấy nói luôn là bác ấy chỉ muốn làm là 4 trụ hàm trên thôi. Bác không muốn làm theo phương án làm 6 trụ. Bác chỉ muốn làm 4 trụ và bác ấy sẽ làm là 12 răng. Do bác ấy có một người bạn khác cũng đã phẫu thuật đặt 4 trụ implant hàm trên và hiện nay đang ăn nhai rất tốt. Thì ở bệnh nhân này thì chúng tôi sẽ quyết định là đặt kỹ thuật là đặt 4 trụ implant ở hàm trên theo kỹ thuật là Oral 4 với 2 trụ ở đằng trước và 2 trụ ở đằng sau để có thể nâng đỡ một cái hàm là 12 răng ở phía trên. Và đây là kết quả mà sau khi chúng tôi tiến hành là điều trị cho bác trai đây. Thì các bạn có thể thấy rằng là trụ implant đây được đặt tại 4 vị trí rất là song song và thẳng nhau, cũng như là được phân cách với nhau rất là đều đặn để nâng đỡ toàn bộ cái khối răng ở phía trên này. Thế còn hàm dưới thì chúng tôi sẽ theo nguyện vọng của khách hàng thì chúng tôi sẽ giữ nguyên. Đây là hình ảnh chụp ở trong miệng. Và sau đó thì 3 tháng thì chúng tôi sẽ tiến hành là lấy dấu và làm lại cái phục hình ở phía bên trên. Thì đây là toàn bộ là cái vùng răng mới này của bác ấy.
Thì hàm răng này thì sẽ được làm ở hàm trên này sẽ được làm theo công nghệ là phục hình toàn hàm mới nhất, tức là phục hình với hàm sứ zirconia full 3D multilayer để đảm bảo về mặt thẩm mỹ này, sức khỏe ăn nhai và chống lại cái việc là bị mẹ vỡ mẻ sứ trong cái thời gian sử dụng. Và phía bên dưới thì sẽ được kết nối 4 trụ implant bằng một cái hàm i3 được tiện kết cam 100% để đảm bảo tính chính xác với trụ implant ở phía dưới và hàm răng sứ ở bên trên. Thế còn đối với hàm dưới thì do cái nhu cầu của khách thì chúng tôi chỉ tiến hành làm mài chỉnh sửa lại thôi. Thì dựa vào cái hình ảnh kết quả điều trị như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là với một cái điều trị toàn hàm 4 trụ implant và một cái bộ răng sứ toàn hàm ấy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái khuôn mặt cũng như là nụ cười của khách hàng được cải thiện rất là nhiều. Giống như là việc mình có thể trẻ ra từ 10 đến 15 tuổi. Thì một điều rất hay trong những cái bức ảnh như thế này thì rất là tình cờ, khi mà chúng tôi chụp bức ảnh trước và sau ấy thì có thể thấy rằng là bác trai không có thay đổi về kiểu tóc cũng như là trang phục, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng là sự thay đổi về nụ cười cũng như là sự thay đổi về khuôn mặt được rõ ràng hơn. Ví dụ như là ở đây ạ, toàn bộ cái vùng môi của chúng ta ấy đã được hàm nâng đỡ lên và nó sẽ không còn bị móm mém, không còn những cái nét chân nhăn chân chim ở phía phần môi nữa. Và nhờ có cái phần hàm ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái môi nó sẽ không bị quặn vào trong, làm cho cái đường môi đỏ này nó được dài hơn, đẹp hơn và lộ rõ ra hơn. Khi mà ở tư thế nghỉ thì do cái việc là có hàm nâng đỡ, có môi nâng đỡ ấy, thì cái mũi của mình nó cũng sẽ đỡ hết hơn so với việc là khi không có hàm thì là cái môi nó bị đi xuống. Các cái phần rãnh mũi má và chân chim của bác ấy thì đã được nâng cao lên, làm cho khuôn mặt nó được hài hòa hơn và đẹp hơn. Khách hàng có một nụ cười đẹp hơn, thẩm mỹ hơn và nhìn bác rất là phúc vọng. Thì đây là trên đây là ca lâm sàng của chúng tôi ngày hôm nay. Để mà có một cái kết quả nụ cười hoàn mỹ hảo như thế này ấy, thì ngoài yếu tố về con người như là về bác sĩ này, hay là những yếu tố về trang thiết bị máy móc này, thì chúng tôi có được sự hỗ trợ rất là lớn từ các cái phần mềm kỹ thuật số như là phần mềm thiết kế này, các cái phần mềm giả lập, thiết kế ra hàm tạm, thiết kế ra thanh ba, ra cái hàm răng cuối cùng, hay là những cái máy kết cam để chuyển đổi những cái thiết kế của chúng tôi thành một cái hàm thực sự, thì sẽ giúp cho bác sĩ có được những cái tính toán chính xác hơn và hoàn thiện hơn để đưa đến một nụ cười thật hoàn hảo dành cho khách hàng. Thì ngoài ra trong ca này cũng điều rất là đặc biệt, đó chính là mật độ xương của bác ấy tuy rằng lớn tuổi nhưng mà rất là đặc, rất là cao, nên là khi mà phẫu thuật ấy thì chúng tôi cũng sẽ phải kết hợp thêm những công nghệ phẫu thuật tốt nhất để làm sao để mà chúng tôi có thể tính toán được vị trí đặt implant một cách chính xác tại những cái vùng mà nó giàu mạch máu để đảm bảo cho việc là trụ implant được tích hợp cao nhất có thể ngay từ lần đặt đầu tiên. Vì khách hàng thì lớn tuổi nên là nếu như mà có sự thất bại thì sẽ rất là phức tạp. Thì trên đây là toàn bộ cái ca lâm sàng ngày hôm nay của tôi. Rất cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã lắng nghe. Nếu như mà cô chú và anh chị gặp phải một tình trạng tương tự hay người thân của mình gặp một tình trạng tương tự như này thì vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc là để lại bình luận ở dưới phần bình luận, thì đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với cả cô chú và anh chị để giải đáp tất cả các thắc mắc. Cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.